ngạc nhiên với cách người phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu tại Yên Tử. Người phụ nữ may mắn nói trên được cứu thoát sau nhiều ngày bị rơi xuống vực sâu là Nguyễn Thị B.L. sinh năm 1963, trú tại Nguyên Đơn 3, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, ngày 27 tháng 4, bà L đi lễ Phật tại Chùa Đồng, Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Khi trở xuống, bà L thấy mệt nên ngồi nghỉ gần lan can Chùa Đồng. Khi đứng dậy để tiếp tục xuống núi thì bị tuột huyết áp, choáng và sảy chân rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét. Khu vực bà L ngã xuống có nhiều cây xanh nên bà L không bị chấn thương nặng. Sau khi rơi xuống vực, bà L bị ngất. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do vực sâu và gió to và mưa nên không ai nghe thấy. Đến 9 giờ 15 phút ngày 3 tháng 5, sau 7 ngày cầm cực với túi bánh gạo, lá cây dương sĩ, củ lạc tiên cùng chai nước mang theo khi hết nước, bà bới rác tìm nước uống. Bà ăn cây rừng và uống nước từ những chai nước du khách bỏ lại. Bà L tiếp tục kêu cứu và may mắn được nhân viên của ban quản lý phát hiện, tổ chức tìm kiếm và cứu hộ thành công. Ông Lê Tiến Dũng, trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, ban quản lý Yên Tử nhà chùa cùng công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, các nhân viên bán hàng trên chùa Đồng đã phối hợp cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân xuống núi an toàn. Người phụ nữ không may rơi xuống vực sâu hàng chục mét nhưng vẫn sống sót sau 7 ngày là sự việc hy hữu từ trước đến nay tại vùng núi Yên Tử.